Chặt lòng ta bỡ vui.
Em muốn nói với anh điều anh đang nghĩ gì. Anh đã nhiều lần từng nói với em, nhưng đây sẽ là lần cuối. Có phải em đã hết yêu anh rồi? Ồ không, chắc chắn rồi. Anh thấy như thế mà em như tấm gương phản chiếu lại những gì, những gì anh đã làm cho em từ lúc trước. Em giờ như thế, cánh em đang nhìn hay cánh em nói chuyện cũng khác đi rất nhiều. Em như không cần một tình yêu bên mình, những gì anh đã làm cho em là vô nghĩa. Anh đặt vị trí của chính anh lúc này và chính em trước kia mới thấy như thế nào. Xin lỗi em ơi, giờ vô nghĩa rồi.